và có thể sẽ dẫn tới một tình huống lỗi kỹ thuật. Cầu thủ của Campuchia đã giơ bóng trở lên rất cao. Và bây giờ cầu số 17, Sergio Perez. Đây là Stan Hardinger. Dứt điểm bằng tay phải. Cú dứt điểm tốt của số 34 bên phía Philippines. Lúc này tỷ số đang là 2-0 nhưng bên phía các cầu thủ Philippines. Davinri Dorji đem về điểm số đầu tiên, còn là dịp để họ thi đấu trước mắt những nhà tuyển trạch của những giải đấu quốc tế. Những giải đấu lúc này thì còn được chưa trong điểm trước của tỷ số 5-1. Một tình huống đầy ấn tượng và ấn tượng của Saeed Bridget. Và ngay sau đó là một tình huống có thể khiến cho nhà thi đấu Philippines đã để thua trong trận đấu tranh huy chương vàng với Campuchia. Và sau trận thua đó, các nhập tịch là một chuyện rất phổ biến trong bóng rổ. Một cú ném xa thêm điểm số dành cho các cầu thủ Campuchia. Đỏ gì cú ném chính xác của Hendrick. Cầu thủ Campuchia ở dưới rổ thì Hardinger vẫn có thể ghi điểm. Một tình huống crossover tốt loại Campuchia. Saeed Bridget, cú lên rổ xuất sắc của Saeed Bridget. N1 Indonesia. Stan Hardinger, tình huống lên rổ tốt. Stan Hardinger đang ngoài vạch 3 điểm. Cú ném xa, cú ném chính xác. Phnom Penh. Cú ném xa chính xác của Joe Howard. Đường chuyền tốt của Hardinger. Và một tình huống perfect đơn giản đã loạn Sergio Perez. Tình huống móc rổ của Sergio Perez có rebound. Và điểm số thuộc về cầu thủ dứt điểm tốt với Michael Phillips. Fade away, quá khó cho Michael Phillips, đã nhỏ con hơn. Sergio Perez đường truyền ra góc không độ, cú ném ngay, cú ném ngọt tới từ cầu thủ mang áo số 11. Và dứt điểm tốt của cầu thủ Campuchia. Đã có tình huống trượt chân. Đang bị đau đang là tiếp tục là Darre Dorji không thể ngăn cản. Đường chuyền này tốt hơn rất nhiều và đó là một đường kiến tạo. Một tình huống ném 3 điểm từ góc không độ, điểm từ trọng tài đã thổi tình huống phạm luật của các cầu thủ phân sổ vào liên tiếp. Ném được góc 45 độ, cú ném chính xác của Darre Dorji. Ben Hardinger, cú ném chính xác của Ben Amos, của Mason Amos. Buzzer beater cho Darre Dorji hay không? Cú ném chính xác của Dorji và hiệp thi đấu thứ hai khép lại. Step back, dứt điểm của Lassiter. Double team. Chuyển tốt. Một tình huống up and under. Bất kể cầm nhiều đồng liền. Các nền bóng rổ các trong khu vực Đông Nam Á đang dần phát triển. Một cú úp rổ ấn tượng. Đó là Justin Rowley. Và đó gì vẫn chưa có thêm điểm số nào trong hiệp 3 này. Rất mạnh mẽ. Đó là lời đáp trả tới từ Brandon Peters. Một tình huống ghi điểm nữa. Các cầu thủ Campuchia nhận thấy mình phải có một lời đáp trả rất đanh thép. Và đây có thể là điều đó. Oscar Lopez. Đột phá tốt của Lasimosa. Tiếp tục là Sergio Perez. Đột phá rất nhanh. Đột phá rất nhanh.